Thưa quý vị, trước hết tôi là cảm ơn tất cả những người thân, những bạn bè của các hội viên của chúng tôi đến đây để động viên, khích lệ các hội viên của chúng tôi để thi cho điểm là cao hơn. Đề nghị quý vị hoan nghênh. Câu lạc bộ ta năm nay là năm thứ 16 tuổi và 15 năm qua, tức là 15 lần tôi đã nói những điều cần nói. Năm nay là năm thứ 16 tuổi, nói tiếp, nói nữa để chúng ta phát triển. Thế là cuộc thi. Xin quý vị có nghe tôi nói được không nhỉ? Thế là cuộc thi thì giống hệt như là sổ số, như sổ số. Có thể là chúng cái giải độc đắc, giải cao hoặc là giải thấp, hoặc là không được giải gì cả. Thì các cuộc thi này cũng thế. Miễn làm sao ở nhà tập kỹ, tập tốt thì lên đây có thể do một chủ quan, do một khách quan nào đấy thì làm giảm điểm gì, cái điều đó là tất nhiên chúng ta phải chịu. Còn ban giám khảo thì chấm ở trên sân khấu này, sơ khảo trên sân khấu này, tất cả tiết mục hiện lên trên sân khấu hay hay lệch dở thì điểm cao là tất cả cũng ở trên sân khấu. Và vào trung khảo chúng tôi sẽ tổ chức ở cung văn hóa để tạo thanh niên ở tăng bạc cổ ấy. Thì cũng thế, tức là đã lên sân khấu rồi chấm ở tại sân khấu, thì không có được là bảo là ở nhà tập tốt cái này lên hay lên dở cái này, hoặc ở nhà tập dở tập dở mà lên hay được. Tất cả những cái ấy đều phụ thuộc vào chính mình tự tin để thi cho tập tốt. Thế thì là chúc quý vị làm sao các thành viên của chúng ta thi tốt, có được nhiều điểm cao. Thế là hôm nay tôi xin được giới thiệu tất cả những cuộc thi nào cũng có cái ban giám khảo để mà thẩm định. Tôi xin giới thiệu trưởng ban giám khảo là Lê Gia Hiếu. Thành viên ban giám khảo thứ hai là nghệ sĩ ưu tú Quyết Tây. Thành viên ban giám khảo thứ ba là nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Thư ký gồm có hai chị cũng là hội viên câu lạc bộ của chúng ta, gồm có chị Phượng và chị Quyết. Xin giới thiệu chúng tôi. Hy vọng ban giám khảo và ban thư ký sẽ làm hết mình để có nhiều, tất nhiên là công minh có nhiều được những người mà có điểm cao nhất, và những người điểm cao ấy sẽ được vào trung khảo tại cung văn hóa thanh niên, văn hóa thể thao thanh niên ở Hà Nội. Và lúc ấy chúng ta sẽ làm lớn hơn, tất nhiên là có cả đài truyền hình để quay chúng ta, nên là hôm nay đây chuẩn bị cho được những cái hôm đó, và hy vọng tôi cũng gặp được nhiều người sẽ lên được tham khảo. Xin là một lần nữa xin cảm ơn quý vị và mời kính thưa quý ban giám khảo, thưa các hội viên trong câu lạc bộ đàn bài hát dân ca và đàn điệu hát Việt Nam. Vâng, chúng ta cứ mỗi năm một lần lại tổ chức hát cho nhau nghe để kỷ niệm nhân dịp những ngày thành lập của câu lạc bộ. Vâng, và hôm nay chúng ta cũng tổ chức vòng sơ khảo hát cho nhau nghe của câu lạc bộ
Lời đầu tiên, Kim Liên xin gửi tới quý ban giám khảo cùng toàn thể câu lạc bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.